Kính chào, cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 22 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1945, 23 tháng 11 năm 2021. Chiều nay, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có chuyến hành trình về nguồn, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và bàn giao công trình nhà truyền thống ngành Thanh tra tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương. Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã tới dâng hương tại lán Nà Nưa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Tại lán Nà Nưa, Bác đã ở, làm việc và cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại. Dâng hương tại đình Tân Trào, nơi tổ chức quốc dân đại hội trong các ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Trồng cây tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại xã Tân Trào và tại khu di tích Chủ tịch Phủ, Thủ tướng Phủ. Cũng trong chiều nay, tại khu di tích Chủ tịch Phủ, Thủ tướng Phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức bàn giao công trình nhà truyền thống ngành thanh tra cho tỉnh Tuyên Quang. Chào xã giao lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tạo mọi thuận lợi để Thanh tra Chính phủ hoàn thành việc xây dựng công trình nhà truyền thống. Đây là công trình tri ân các bậc tiền bối của ngành, đồng thời cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của ngành cho các thế hệ cán bộ thanh tra trong cả nước. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâm nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và Thanh tra Chính phủ trong việc tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử. Công trình nhà truyền thống ngành thanh tra được hoàn thành sẽ cùng với hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh giáo dục truyền thống cho các thế hệ tương lai của đất nước. Tỉnh Tuyên Quang sẽ làm tốt công tác gìn giữ, bảo tồn các di tích quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâm khẳng định sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện để ngành thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ cải tạo, nâng cấp khu di tích Chủ tịch Phủ, Thủ tướng Phủ. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Dự họp có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Các dự thảo nghị quyết được thẩm tra gồm quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020. Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề nghị Sở Tài chính làm rõ phân bổ định mức cho một số lĩnh vực, việc phân cấp nguồn thu chi và phân chia các khoản thu giữa các địa phương, quan tâm bổ sung kinh phí cho các đoàn thể và nâng phân bổ chi cho ngành y tế, nhất là y tế dự phòng, ưu tiên các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, tổng hợp chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết để trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian theo luật định. Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới thăm, chúc mừng các nhà giáo cao tuổi trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, tâm huyết dành cho sự nghiệp giáo dục của các nguyên lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo và các nhà giáo tiêu biểu của tỉnh. Mong muốn các nhà giáo với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và tâm hiểu biết sâu sắc sẽ tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Các nhà giáo cao tuổi đã bày tỏ xúc động khi được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây là nguồn động viên to lớn để những nhà giáo lão thành, tuổi cao tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.
Sáng nay, 19 tháng 11, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác. Trong những năm qua thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, của đội ngũ cán bộ và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tổ chức bộ máy hệ thống hành chính được tỉnh thực hiện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, thực hiện nghị quyết 18, 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Trung ương, Tuyên Quang đã sắp xếp giảm 47 phòng và tương đương, giảm 134 lãnh đạo quản lý. Công tác cải cách thể chế, xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo đúng trình tự thủ tục. Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế, số lượng người làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước được đẩy mạnh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Những giải pháp được triển khai đồng bộ đã giúp chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Tuyên Quang ngày càng được nâng lên, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đạt được trong công tác cải cách hành chính. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chính quyền điện tử, các sở ngành tham mưu hoàn thiện báo cáo, làm cơ sở tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn tiếp thu các ý kiến kiến nghị của đoàn kiểm tra, đồng thời làm rõ thêm nhiều nội dung đoàn quan tâm. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, giao đột phá đối với người đứng đầu các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có nhiều việc liên quan trực tiếp đến công tác cải cách hành chính. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc và có giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Những nội dung kiến nghị của đoàn công tác sẽ được tỉnh hoàn thiện để báo cáo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong thời gian tới. Đoàn công tác đã tới thăm kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang, nơi thực hiện giải quyết trên 1.400 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của 17 sở ban ngành và 3 cơ quan ngành dọc. Đây là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó giảm chi phí thấp nhất và tạo sự hài lòng nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp hiện đại. Trong những ngày qua, tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh, nhiều cơ quan tổ chức đã đến trao tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực, hỗ trợ huyện Lâm Bình phòng chống dịch COVID-19. Ban Thường trực Hội Nông dân và Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cơ quan tiếp nhận hàng hóa ủng hộ cho biết, hiện nay tại các khu cách ly và bệnh viện dã chiến của huyện Lâm Bình, ngoài các đồ dùng phục vụ sinh hoạt như chăn, ga, gối đệm, người dân tại đây đang cần sự hỗ trợ về thực phẩm, các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch như khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ. Trong sáng nay, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng 7.500 khẩu trang, 400 hộp thịt, cá đã qua sơ chế. Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh tặng 1.000 khẩu trang y tế N95 cho huyện Lâm Bình, hỗ trợ địa phương phòng chống dịch. Ngay khi xuất hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên, cấp ủy chính quyền huyện Lâm Bình đã phối hợp với ngành y tế thực hiện nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Bệnh viện dã chiến được thành lập, thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị cho các ca bệnh. Các vấn đề an sinh xã hội được thực hiện, giúp các bệnh nhân an tâm điều trị, chiến thắng dịch bệnh. Bệnh viện dã chiến được thành lập với đầy đủ trang thiết bị y tế để chăm sóc các ca F0 trên địa bàn huyện Lâm Bình. Gần 20 y bác sĩ được điều động từ bệnh viện tuyến tỉnh làm nhiệm vụ tại đây và hàng chục cán bộ công an, quân đội làm công tác hậu cần. Bằng tinh thần trách nhiệm, mỗi cán bộ y bác sĩ đều cố gắng hết sức mình để các ca F0 vững tâm điều trị bệnh. Bản thân tôi thì vào đây thì tâm lý rất là thoải mái. Các bác sĩ ở trong này cũng chăm sóc rất là nhiệt tình bệnh nhân, thăm hỏi tình hình của bệnh nhân. Có những người có những cái lo lắng nhất định. Thế tuy nhiên là những cái lo lắng thì chúng tôi thiết lập một cái hotline, cái số điện thoại nóng để kêu các bệnh nhân là có vấn đề gì thì các bệnh nhân có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp vào. Thế và các nhân viên y tế của chúng tôi thì theo định kỳ sẽ khám và đo nhiệt độ rồi là tư vấn cho người bệnh. Thế và hiện tại thì bệnh viện đang hoạt động rất là tốt. Dịch COVID-19 ở Lâm Bình đang được kiểm soát. Với sự chung sức đồng lòng, sự tận tâm của mỗi y bác sĩ sẽ là những nguồn động viên lớn để các bệnh nhân sớm hồi phục. Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân huyện Lâm Bình luôn xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Xác định phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, các cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp cùng lực lượng công an, y tế,
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực nguy hiểm, vất vả nhất. Trong quá trình thành lập bệnh viện dã chiến, Ban Chỉ huy Quân sự huyện là đơn vị được giao nhiệm vụ lắp đặt, sắp xếp giường bệnh và đảm bảo hậu cần cho bệnh nhân và các y bác sĩ làm nhiệm vụ điều trị, đồng thời được giao nhiệm vụ ở các điểm cách ly. Để đảm bảo sức khỏe và sinh hoạt của công dân, lực lượng hậu cần đã chuẩn bị các suất cơm, đảm bảo an toàn thực phẩm. Chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thì cũng đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc để làm mọi cái công tác bảo đảm cho khu vực trong bệnh viện dã chiến, đặc biệt là bảo đảm nơi ăn ở cho các cái bệnh nhân vào đây. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, những hình ảnh việc làm của các cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn là hình ảnh đẹp sáng mãi bản chất tinh thần bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ. Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất ở Tuyên Quang trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng. Những tháng cuối năm, nhờ cơ chế thích ứng linh hoạt từ nghị quyết số 128 của chính phủ, nhiều doanh nghiệp tự tin hơn, nỗ lực sản xuất và đã có sự khởi sắc. Ghi nhận tại công ty cổ phần chè Sông Lô, doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh trong ngành chè đã về đích và vượt kế hoạch năm 2021 ngay trong tháng 11 này. Những tháng gần đây, doanh nghiệp này đã tăng năng lực sản xuất 15%, sản xuất 3 ca liên tục trong ngày để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu sang các nước Trung Đông, Nga. Đến trung tuần tháng 11 này, đơn vị đã sản xuất và xuất khẩu được gần 2.500 tấn chè khô thành phẩm. Tuy có thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 8%, nhưng đã đạt 108,5% kế hoạch của năm 2021. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành chè xuất khẩu của tỉnh về đích kế hoạch của năm nay. Được sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, nên là Tuyên Quang vẫn nằm trong cái vùng an toàn. Nên do vậy, trong 11 tháng của năm 2021 thì công ty vẫn hoạt động diễn ra là bình thường, không bị đứt quãng và vẫn thực hiện cái nhiệm vụ là vừa chống dịch và vừa sản xuất kinh doanh. Tháng 11, tháng 12 là chúng tôi phấn đấu xuất khoảng 1.000 tấn nữa để cho các bạn hàng truyền thống. Hai tháng cuối năm 2021, dự báo xuất khẩu chè của Việt Nam và của tỉnh sẽ tăng trưởng khả quan khi các nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn phục hồi. Các hiệp định CPTPP, EVFTA, UKFTA tiếp tục tạo điều kiện để mặt hàng chè trong nước tham gia vào các thị trường đối tác với thuế quan ưu đãi. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty đã đầu tư nâng cấp một số máy móc, dây chuyền thiết bị hiện đại. Việc quy hoạch, chăm sóc và tập trung nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu chè phục vụ xuất khẩu cũng đang được chú trọng. Tức là để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường cũng như là của khách hàng rất là khó tính, thì là nhà máy chúng tôi là đã đặt ra những yêu cầu khắt khe từ những khâu đầu vào, đó là nguyên liệu phải đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra ngặt về chất lượng khi mà chè tươi, búp tươi đã về đến nhà máy thì chúng tôi là phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật thì mình mới đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng về ngoại hình cũng như nội chất. Với nhiều giải pháp đã và đang được triển khai sẽ giúp doanh nghiệp này nâng cao khả năng cạnh tranh, trở thành doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực xuất khẩu chè trong nước và quốc tế, góp phần tích cực cùng ngành chè Tuyên Quang phấn đấu đạt kế hoạch tỉnh giao trong năm nay. 1 triệu căn nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho người lao động, cũng chính là động thái quan trọng giúp thành phố giữ chân người lao động cho công cuộc tái thiết, phục hồi kinh tế sau đại dịch. Khu nhà trọ này cho công nhân làm việc tại khu chế xuất Tân Nhuận thuê ở với giá hơn 2 triệu đồng một tháng. Cả gia đình 4 người cùng sinh hoạt chung trong căn phòng chỉ rộng hơn chục mét. Thiệt thòi nhất là những em nhỏ phải sống trong môi trường ngột ngạt, ẩm thấp. Đây cũng là thực tế khó khăn của nhiều gia đình lao động ngoại tỉnh khi cố bám trụ, mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nó nhỏ xíu gì mà ở 4 người thì nó hơi chật. Thì nói chung ra thì lên đây thì chọn cái nơi nào thí dụ mà nó hơi mà sạch sẽ và nó thoáng mát, nó rộng rãi chút xíu thì điều đó thì nói chung là tốt cho dân ở tỉnh khác lên đây. Bây giờ cái mức làm của lương của những người dân giờ thì chỉ đủ thuê những cái phòng như vậy thôi. Chứ còn cao hơn thì đâu có tiền đâu mà thuê. Không riêng ở quận 7 mà ở thành phố Thủ Đức và nhiều địa bàn có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều trong tình trạng quá tải nhà trọ. Đợt dịch COVID-19 vừa qua cho thấy tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng cũng xuất phát từ những khu trọ quá đông đúc, chật hẹp như thế này. Bài toán xây nhà ở giá rẻ cho người lao động của Thành phố Hồ Chí Minh cứ loay hoay ở nút thắt thiết quy đất và các cơ chế khiến doanh nghiệp cũng không mặn mà.
Nếu như mà có một cái chương trình gì hỗ trợ giúp được cho bà con ở ngoại tỉnh họ tới, họ có cái chỗ rộng lại, họ ở, họ làm ăn phát triển ở đây thì mình mừng. Với quyết tâm hành động để tạo điều kiện thuận lợi và cũng là để giữ chân người lao động, phục vụ cho công cuộc tái thiết, phục hồi kinh tế sau đại dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân bằng các quỹ đất của thành phố. Đồng thời, giải quyết thần tốc về thủ tục hành chính để các doanh nghiệp xây dựng nhanh. Nhiều quận cũng đã chủ động xin tận dụng các quỹ đất để xây dựng tạm nhà trọ, tạm phục vụ công nhân ở lại thành phố làm việc. Các quan chức và chuyên gia y tế Đức liên tiếp đưa ra các lời cảnh báo về một mùa đông COVID-19 chết chóc đối với nước Đức khi số ca nhiễm tại nước này liên tục phá kỷ lục trong hơn một tuần qua và tình hình căng thẳng tại các bệnh viện ngày càng gia tăng. Trước các diễn biến ngày càng nghiêm trọng hiện nay, các chuyên gia nước này cảnh báo nếu Đức không ngay lập tức áp dụng các biện pháp cực kỳ khốc liệt, nước Đức sẽ đối mặt với những ngày vô cùng tồi tệ trong thời gian tới. Trên thực tế, trong ngày 18 tháng 11, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, các bệnh viện tại Đức đã phải tiến hành các chiến dịch lưu chuyển bệnh nhân giữa các bang, đồng thời vận chuyển bệnh nhân sang một số bệnh viện ở miền Bắc Italia nhằm giảm sức ép. Để ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 nghiêm trọng hiện nay, lãnh đạo các bang tại Đức đã thống nhất ra quy định tiêm vaccine bắt buộc đối với các nhân viên y tế tại các bệnh viện và tại các nhà dưỡng lão. Nhiều bang tại Đức cũng đã cho áp dụng quy định 2G, tức chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine và những người đã chữa khỏi COVID-19 được tiếp cận với những dịch vụ công cộng như nhà hàng, rạp hát. Quy định này dự kiến sẽ sớm được áp dụng trên toàn bộ nước Đức, tại những bang có tỷ lệ người phải nhập viện cấp cứu vì COVID-19 vượt quá 3 ca trên 100.000 dân. Ngày 19 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức trên 3.000 ca, ngày thứ 3 liên tiếp, trong khi các ca bệnh nặng tăng liên tục và nguồn lực y tế bị quá tải. Trước tình hình này, khiến cơ quan y tế Hàn Quốc đang phải tính toán đến việc tạm dừng kế hoạch sống chung với COVID-19. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày hôm nay công bố có thêm 3.034 ca mắc mới COVID-19 ở nước này, trong đó có 3.013 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh lên 409.099 ca. Số bệnh nhân COVID-19 nặng đã tăng thêm hơn 400 ca vào đầu tháng này, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang phải ứng phó với tình trạng ngày càng thiếu giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng, cũng như thiếu nhân viên y tế. Chính phủ Hàn Quốc hiện cũng đang nỗ lực thực hiện nhanh chóng việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Theo Cơ quan Kiểm soát và Ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tổng cộng 42,16 triệu người, tương đương 82,1% dân số cả nước, đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và 40,37 triệu người, tương đương 78,6% đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 118 năm 2014 của Chính phủ đã thu hút được một số nhà đầu tư có năng lực về quản trị, vốn, khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi, tạo được vùng sản xuất nguyên liệu ổn định gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đội 874, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Yên Sơn quản lý, bảo vệ gần 700 hectare rừng. Đã có 100 hộ tham gia liên kết với công ty. Trước đây, khi chưa sắp xếp đổi mới mô hình hoạt động thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, việc khai thác tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn. Từ khi chuyển đổi, thu nhập của cán bộ công nhân được nâng lên, các hộ gia đình trồng rừng liên kết yên tâm khi khai thác. Khi mà chuyển đổi sang hai thành viên thì cái vấn đề về phát triển rừng về rừng này, mô hình các thứ là đều tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân và cũng như là cán bộ công nhân viên trong quá trình tham gia sản xuất. Sau hơn một năm đổi mới mô hình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Yên Sơn đã giải quyết được tình trạng tranh chấp đất đai giữa công ty với các hộ dân, đồng thời chủ động trong sản xuất kinh doanh. Rừng được quản lý hiệu quả hơn, nguồn vốn góp của thành viên thứ hai đã giúp cho công ty đứng vững trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay. Sau khi chuyển đổi thì công ty rất là thuận lợi. Cái thứ nhất là cái tiền vốn là mình không phải tức là đi vay, đấy, chủ động cái tiền vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Các hộ công nhân cũng như là các hộ nông dân liên doanh trồng rừng với công ty thì người ta cũng có cái nhiều cái vấn đề người ta chủ động cho cái việc là tổ chức trồng, chăm sóc rồi quản lý bảo vệ. Tuyên Quang có 5 công ty lâm nghiệp trực thuộc tỉnh đã được sắp xếp đổi mới. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nguyễn Văn Chuỗi thực hiện cổ phần hóa. 4 công ty còn lại
chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển biến về phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh gắn chế biến với tiêu thụ và áp dụng khoa học công nghệ. Tại các đơn vị này đã góp phần nâng cao giá trị của rừng, mang lại nguồn thu nhập cho cán bộ, công nhân và người dân. Năm học 2021-2022, huyện Yên Sơn tiếp tục thực hiện mô hình điểm về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2, nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện cho trẻ và tạo nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh. Được khám phá, trải nghiệm công việc yêu thích, đây là điều mà các em học sinh thích thú nhất khi tham gia các tiết học ngoài trời như thế này. Tại các góc trải nghiệm, cô giáo đóng vai trò là người đồng hành, hướng dẫn, còn học sinh trở thành trung tâm trong mỗi tiết học. Ở trường con có rất nhiều góc chơi. Con thích nhất chơi ở góc phân vai vì con được thỏa sức đóng vai các nghề nghiệp khác nhau. Năm học 2021-2022, trường mầm non Trung Môn được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Sơn lựa chọn là điểm chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2. Sự vui vẻ, hứng thú hơn khi tiết học chính là động lực để các giáo viên thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho các em học tập, khám phá, trải nghiệm. Được sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và từ những bàn tay khéo léo, tâm huyết của tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường, chúng tôi đã làm nên cái môi trường giáo dục phù hợp và với cái sự phát triển của trẻ. Thay đổi rõ nét nhất khi thực hiện chuyên đề này là học sinh chủ động tích cực học tập hơn so với cách dạy trước đây. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh, được tự do trải nghiệm và thêm yêu trường lớp. Đối với cái nội dung mà lấy trẻ làm trung tâm ấy, thì trong năm nay chúng tôi cũng trong kế hoạch xây dựng ấy, thì chúng tôi cũng có xây dựng hai đơn vị trường học làm thí điểm, đó là hai trường học mà một trường thì chúng tôi phân định rõ là thuộc trường của vùng sáng, khu vực là thuận lợi, và một trường là khu vực của vùng là khó khăn, đó là trường Trung Môn, mầm non Trung Môn và trường mầm non của Kim Quan, để sau này chúng tôi sẽ tổ chức một cái hoạt động cấp huyện ở tại hai điểm trường đó để cho tất cả các nhà trường cùng đến học tập. Trẻ là ngọn nến thắp sáng niềm hạnh phúc của ba mẹ và cô giáo. Đây là thông điệp và quyết tâm của các trường mầm non trên địa bàn huyện Yên Sơn nói riêng và của tỉnh nói chung trong mục tiêu dành những điều tốt đẹp nhất cho các em học sinh, để mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Sự nghiệp trồng người là hành trình dài với nhiều gian nan vất vả, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều thiếu thốn. Để thực hiện tốt công tác giảng dạy, các thầy cô giáo vẫn đang hàng ngày bám trường, bám bản, với mong muốn trao cho các em học sinh những điều tốt đẹp nhất. Trời mưa, mặt đường trơn trượt, con đường tới điểm trường tiểu học Khăm Kheo như dài hơn. Vượt đường đèo gần 4 km đến với các em học sinh nơi đây là điều chẳng hề dễ dàng. Tại điểm trường có 100% học sinh người dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất thiếu thốn, đòi hỏi thầy giáo trẻ Nguyễn Đức Trọng phải cố gắng nhiều hơn. 9 năm công tác tại mái trường này là 9 năm thầy không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác giảng dạy. Trong 9 năm tôi công tác tại ngôi trường tiểu học Công Đa thì tôi gặp rất nhiều những cái khó khăn, thiết bị dạy học chủ yếu, ví dụ như máy chiếu, TV, cho nên là cái việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ hai là về đường xá giao thông đi lại ở đây thì rất là vất vả, và những đặc biệt là vào những cái mùa mưa như trời mùa đông mà mưa dầm mấy ngày là hầu như là chúng tôi phải đi bộ, không thể đi xe máy được đến trường. Và cái thứ ba là trong trường ngôi trường tiểu học Công Đa thì là một ngôi trường mà chủ yếu học sinh là con em dân tộc thiểu số, cho nên cái vốn tiếng Việt của các em ấy là còn rất hạn chế, cho nên là đôi lúc vướng mắc trong cái việc giao tiếp giữa thầy và trò cũng là một cái cản trở. Động lực để giúp tôi bám trường bám bản ở đây ấy, thì đầu tiên nó là cái tinh thần vượt khó và cái sự hiếu học của các em học sinh. Tôi cũng nhiều lúc trăn trở ước muốn là làm sao để truyền đạt được hết những cái kiến thức của mình đã được học ở trong môi trường sư phạm dành cho các em. Cái mong muốn lớn nhất của tôi là làm sao để các em được đến trường đầy đủ hàng ngày và tôi truyền đạt được kiến thức cho các em một cách đầy đủ nhất. Quãng đường gần 20 km từ xã Trung Sơn đến điểm trường mầm non Toạt, xã Hùng Lợi, đối với cô giáo Nguyễn Thị Thùy Linh đã trở nên quen thuộc.
con nhỏ, những ngày mưa gió phải ở lại điểm trường, đồ dùng sinh hoạt thiếu thốn. Nhưng với tình yêu thương dành cho học trò đã giúp cô vượt qua tất cả, bám trường, bám bản. Đến với điểm lớp thì tôi cũng rất là có nhiều cái khó khăn vì nhà tôi, từ nhà tôi đến điểm trường tôi làm cũng cách 18 cây. Đoạn đường vào đây thì rất là trơn trượt. Nhiều lúc mà để đến được với điểm lớp với các con thì chúng tôi cũng đã phải gửi xe và đi bộ vào đây với các cháu trong điểm lớp này. Các cháu đến với điểm trường thì có hôm thì quần áo thì lấm lem, dép thì không có. Bản thân tôi cũng tự nhủ mình là phải thật là cố gắng để mang những cái chữ cho các con, để mong là các con có một tương lai tốt đẹp hơn. Trên hành trình dài mang tri thức tới cho các em học sinh nơi vùng sâu vùng xa, vẫn in đậm những dấu chân của các thầy cô giáo, hàng ngày gánh trên vai tình yêu thương, lòng nhiệt huyết, vượt qua mọi gian khổ để vun đắp những mầm xanh. Từ nhiều năm nay, các hộ gia đình tại thôn Chành 1, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, nằm dọc hai bên tuyến đường quốc lộ 37 phải sống chung với bụi từ việc thi công nút giao thông trên địa bàn xã. Phản ánh của phóng viên Mục Ông Kính, phóng viên. Mỗi ngày, ông Nguyễn Ngọc Tỉnh phải thường xuyên tưới nước rửa sân nhà để làm giảm ô nhiễm bụi do nút giao thông giữa quốc lộ 37, quốc lộ 2C và tuyến đường dọc hai bên bờ sông Lô đang được thi công gây ra. Theo ông Tỉnh, từ khi nút giao thông được thực hiện, bụi từ công trường đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Là bụi thì suốt ngày, người ta kêu kinh lắm. Đi qua nhiều lúc phải bịt mặt, không dám ngỏ cửa, suốt ngày đóng cửa. Cũng như nhiều hộ gia đình khác, những tháng gần đây, gia đình bà Đoàn Thị Mận cũng phải sống chung với bụi đường. Tình trạng bụi ô nhiễm không khí, môi trường đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ gia đình. Ôi dồi ôi, bụi dã man lắm bác ạ, nhất là sương mù ấy. Ôi dồi ôi, nắm đất, nắm rau cỏ nhà tôi, đất như là ruộng ruộng phía lên. Theo phản ánh của cử tri thôn Chanh 1, xã Thái Bình, tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 3, tình trạng ô nhiễm bụi từ công trường thi công nút giao thông này đã diễn ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên, các đơn vị thi công lại không có các biện pháp hạn chế tình trạng này và thu gom vật liệu rơi vãi dọc hai bên tuyến đường. Trong khi đây là một trong những tuyến đường chính dẫn vào thành phố Tuyên Quang, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Trong cái thời gian vừa rồi thì đơn vị thi công người ta làm đoán đường này, giải bây giải đất ấy, thì nó gây khói bụi rất là nhiều cho ảnh hưởng nhân dân thôn Chanh 1. Dọc theo bắt đầu từ điểm nối nút giao giữa quốc lộ 37, quốc lộ 2C và đường bờ sông ra hết địa phận thôn Chanh 1 khoảng gần một cây số thì hiện tượng bụi rất là nhiều, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bà con nhân dân thôn Chanh 1. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các công trình xây dựng, huyện Yên Sơn cần tăng cường quản lý, giám sát, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đúng, đủ các biện pháp giảm đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 4544 về việc chấn chỉnh hiện tượng môi giới thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang. Theo báo cáo tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, xuất hiện một số đối tượng có hành vi môi giới, chèo kéo người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là hoạt động cấp đổi giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. Trước thực trạng trên, để chấn chỉnh và xử lý hiện tượng môi giới chèo kéo, có phần đảm bảo an ninh trật tự, củng cố niềm tin của công dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm có liên quan đến hoạt động môi giới chèo kéo trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm, đặc biệt là hoạt động cấp đổi giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên các trang mạng xã hội về thủ tục hành chính của sở mình để cá nhân, tổ chức theo dõi và nắm rõ. Công khai số điện thoại, đường dây nóng của đơn vị để cá nhân, tổ chức phản ánh thắc mắc, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang, thông báo rộng rãi các danh mục, các thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm, đồng thời khuyến nghị người dân không thực hiện thủ tục hành chính qua môi giới mà trực tiếp làm việc tại quầy giải quyết thủ tục hành chính để được giải đáp và phục vụ đúng quy định. Bưu điện tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm soát, kiên quyết không cho các đối tượng môi giới vào khu vực sân trung tâm để chèo kéo, mời chào, làm mất an ninh trật tự tại trung tâm.
hết văn bản. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.